Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nghe Nhìn Việt Nam. Sau khi xem xong video trên tay chiếc Renault 6 này thì chắc nhiều bạn cũng sẽ hỏi rằng cái những chiếc Renault mà có mặt lưng cong và khung viền nhựa thì biến đâu mất rồi? Và đây chính là câu trả lời cho các bạn. Chiếc Renault 6Z, một phiên bản tầm trung với mức giá thấp hơn so với chiếc Renault 6 này. Và bây giờ chúng ta cùng trên tay chiếc máy này nhá. Và đây là hộp của chiếc Renault 6Z. Thì bên ngoài chúng ta thấy rất quen thuộc so với Renault 5. Nó gần như là giống y hệt và chỉ thay bằng số thôi. Bên trong này là thêm một cái hộp nữa và có cái logo Oppo ở phía trên này. Rồi chúng ta sẽ mở ra nhé. Đầu tiên thì sẽ là một cái đống phụ kiện và mình đoán đây sẽ là sách hướng dẫn sử dụng mà thôi. Chính xác, chúng ta sẽ có một cái que chọc sim này, sách hướng dẫn và chúng ta sẽ có thêm một cái ốp lưng nữa. Cái loại ốp lưng này thì nó làm bằng ốp lưng silicone và cái thiết kế không quá nổi bật. Ở bên dưới này thì là chiếc máy của chúng ta và mình sẽ xem qua một chút nhá. Đây, chiếc máy của chúng ta. Đây là chiếc Renault 6Z. Rồi, phía dưới chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên sẽ là dây sạc này và đi kèm theo đó là một củ sạc. Và củ sạc này thì nó có công suất là, như mình nhìn thấy đây là 30W. Đó. Và sau rất nhiều rò rỉ thì chúng ta đã có ở đây trên tay chiếc Renault 6Z. Và về ngoại hình thì mình như mình đã nói, đây chính là một chiếc máy nó kế thừa gần như là trọn vẹn những gì mà đã từng xuất hiện trên Renault 5. Bởi vì các bạn nhìn thấy vào đây, thiết kế này, mặt lưng bo cong này, sờ rất là thích tay. Bởi vì đây là mặt lưng nhám và nó vẫn có một cái màu rất là quen thuộc so với Renault 5. Nó là một cái màu Radiant, nó đổi từ màu xanh sang màu hồng như này. Thì không biết các bạn nhìn trên hình có thấy rõ không? Về khung viền của chiếc máy này thì nó đều hoàn toàn làm từ nhựa thay vì là kim loại giống như đàn anh của nó ở Renault 6. Còn ở mặt trước thì các bạn sẽ thấy rằng rất quen thuộc, vẫn là một cái màn hình với thiết kế dạng đục lỗ ở phía góc trái này. Và cái kích thước của nó thì vẫn là 6,43 inch, số lượng tấm nền là AMOLED và đi kèm với đó là độ phân giải Full HD+. Và đáng tiếc là chiếc máy này thì vẫn chưa được trang bị cái tần số quét là 90Hz giống như người đàn anh Renault 6 của nó. Tuy nhiên thì đây trong cái phân khúc này thì mình cũng có thể chấp nhận được so với cái thông số này. Về cảm giác cầm nắm thì thiết kế bên ngoài của chiếc máy này nó gần như là giống hệt so với Renault 5. Vậy chúng ta sẽ có một cảm giác cầm nắm nó rất giống so với thế hệ trước. Cụ thể chiếc máy này với độ mỏng chỉ là 7,9mm mà thôi. Và cái cảm giác, cái trọng lượng nó đem lại thì vẫn rất là mỏng nhẹ. Và khi mà cầm lâu dài thì mình tin rằng chiếc máy này nó cũng không gây quá nhiều mỏi tay đâu. Và cái thay đổi gần như là dễ thấy nhất trên chiếc máy này so với Renault 5 thì nó đến từ cái cụm camera này. So với Renault 5 thì cụm camera này nó đã làm một cách nó sắc nét hơn, nó hầm hố hơn và cái độ lồi của nó thì cũng lớn hơn so với Renault 5. Và chúng ta sẽ có ở đây một cái logo, đó chính là 5G. Chiếc Renault 5 thì như các bạn đã biết rằng nó sẽ có một phiên bản 5G riêng. Còn đối với Renault 6 thì trên toàn bộ dòng Renault 6 series chúng ta sẽ đều trang bị 5G hết. Và Oppo đã rất là tự tin, rất là muốn khoe cái 5G này trên ngay cụm camera của máy, đi kèm với đó là cái đèn flash. Và cái logo 5G này đi kèm với đèn flash thì nó được nằm trong một cái cụm đèn riêng như này, nó cũng góp phần làm tăng cái sự nổi bật dành cho chiếc máy này. Và đây thì mình cũng đang có chiếc Renault 6 này để so sánh một chút. Thì như các bạn thấy cái cạnh viền này nó khác biệt nhau rất là nhiều. Kể cả cái phím home này của chiếc Renault 6 này thì nó cũng được trang bị thêm một cái giải màu xanh nữa. Còn với chiếc Renault 6Z này thì không. Camera thì về cơ bản thiết kế thì nó khá giống nhau. Đây, các bạn có thể thấy rằng cái đèn flash nó thay cho cái logo 5G và nó được bo cùng cái khung với cái đèn flash bên cạnh. Còn ở đây thì vẫn có dòng chữ 64MP AI camera và vẫn có ba cái ống kính lớn nằm bên phía trái này. Tuy nhiên thì cái cách hoàn thiện nó sẽ khác nhau thì các bạn có thể thấy. Renault 6 nó có thêm một cái lòng chảo ở đây nữa, nó bo camera nhìn nó sáng bóng lên. Còn với chiếc Renault 6Z này thì không, chúng ta sẽ không có những cái trang trí nó cao cấp như vậy. Về mặt màu sắc thì hai chiếc máy này đều giống nhau, logo Oppo thì vẫn nằm ở phía góc phải bên phía dưới như này. Còn ở mặt trước thì với hai chiếc máy này thì nó gần như là giống hệt. Ngoài cái việc là cái chiếc máy này sẽ có cái viền vuông vức, vì vậy là khi các bạn nhìn trực diện ấy thì mình vẫn thích nhìn cái kiểu vuông vức này của Renault 6 hơn. Nó khá giống so với những chiếc iPhone 12, nhìn rất là đẹp mắt, rất là sexy. Còn ở phía cạnh dưới này thì hai cái cằm này giống y hệt nhau. Đó. À, ngoài ra còn một cái điểm rất khác biệt nữa các bạn sẽ cân nhắc, đó chính là về cạnh dưới. Chiếc Renault 6Z thì chúng ta vẫn có cái cổng âm thanh 3.5, còn chiếc Renault 6 này thì sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn. Thì các bạn lưu ý cái điểm này nhá. Rồi, cái đó là tổng quan về những cái ngoại hình của chiếc Renault 6Z này. Sở dĩ chiếc Renault 6Z này nó vẫn giống so với chiếc Renault 5, đó chính là về cái phân khúc của nó. Nó vẫn là phân khúc tầm trung, vì vậy là những cái trang bị của nó vẫn rất là giống so với Renault 5. Ngay từ cái hậu tố Z trong cái tên của nó cũng đã nói lên được cái điều này. Z ở đây mình nghĩ rằng nó chính là cái Gen Z. Có nghĩa là chiếc máy này nó rất là phù hợp với những cái bạn trẻ. Vì vậy là những trang bị ở đây mình thấy rất hợp lý so với chiếc Renault 6 nó cao cấp hơn, thì dành cho những cái đối tượng
họ có thu nhập nó cao hơn chẳng hạn. Về thông số camera thì trên chiếc Reno 6Z này chúng ta vẫn có một cái thông số nó rất là cao ở cái trong phân khúc của nó. Chúng ta sẽ có một cảm biến chính là 64 megapixel, bên cạnh đó là sẽ có hai cái ống kính bên cạnh nữa, và ở phía trước này thì các bạn vẫn có một camera selfie lên tới 32 megapixel. Đây có thể nói là đặc sản của những chiếc điện thoại đến từ Oppo rồi. Tuy nhiên thì mình quan tâm hơn về cái tính năng bên trong của chiếc Reno 6Z này, bởi vì đây là một chiếc máy nó dành cho giới trẻ, vì vậy những cái tính năng trang bị lên đây nó đều phải là những tính năng mà nó hỗ trợ nhất, nó hướng đến người trẻ nhiều nhất. Và trên chiếc Reno 6Z này chúng ta sẽ có những tính năng mới. Ví dụ như mình thấy đây, đó chính là cái tính năng mà nó có thể tùy chỉnh được cái mức độ làm đẹp. Đó, các bạn có thể thấy rất nhiều những tính năng làm đẹp rồi làm gọn cằm hoặc là mũi nhỏ hơn chẳng hạn. Thì đây là những tính năng mà rất là đặc trưng. Ngoài ra thì khi các bạn là sử dụng cái camera sau này thì các bạn cũng có thể thêm cái tính năng đó chính là làm đẹp bằng AI. Và đây nó sẽ hiển thị luôn theo cái dạng phần trăm này để các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ ràng. Rồi. Và một điểm rất là khác biệt nữa trên cái thế hệ Reno 6Z này, đó chính là trong phần chân dung này, các bạn có thể tùy chỉnh thêm một cái chế độ, đó chính là cái chân dung lóe sáng này, hay nói tiếng Anh nó gọi là chân dung bokeh flare. Thì đây là tính năng rất hợp thời để chúng ta có thể chụp được những cái bức ảnh ở thiếu sáng nó đẹp mắt hơn, nó ấn tượng hơn. Tuy nhiên thì khác so với chiếc Reno 6 thì chiếc Reno 6 các bạn có thể quay video ngay ở chế độ này, còn với chiếc Reno 6Z này thì không. Và với con chip bên trong nó sử dụng là MediaTek Dimensity 800U thì đây không phải một con chip nó quá xa lạ nữa. Và những cái gì mà con chip này nó thể hiện thì cũng đã được công nhận rồi. Với con chip này thì mình thấy rằng nó có sức mạnh khá là ổn trong phân khúc, cũng như là đặc biệt là nó hỗ trợ 5G rất là tốt. Ở đây thì mình cũng đã chấm thử cái tốc độ 5G trên chiếc Reno 6Z này thì nó đạt được mức khá là cao. Tốc độ download là 842 Mbps và tốc độ upload thì cũng loanh quanh ở mức là gần 80 Mbps. Như vậy là có thể nói rằng với cái tầm giá khoảng dưới 10 triệu bây giờ thì các bạn trẻ hoàn toàn có thể mua được những chiếc smartphone tầm trung mà có hỗ trợ 5G. Điều này sẽ là một cái lời khẳng định cam kết cho tương lai. Các bạn mua chiếc máy này các bạn vẫn có thể sử dụng 2 đến 3 năm nữa một cách rất là thoải mái, vẫn hỗ trợ 5G đầy đủ và cái tốc độ kết nối nó sẽ rất nhanh. Với chiếc máy này mình đang cầm trên tay đây thì nó có dung lượng RAM là 8GB. Tuy nhiên thì nó có một điểm đặc biệt giống như đàn anh của nó, đó chính là Reno 6. Đó chính là nó được trang bị cái công nghệ RAM ảo. RAM ảo thì mình đã giải thích trên Reno 6 rồi. Nói chung, nói nhanh này thì nó sẽ cung cấp cho bạn một cái lượng RAM ảo nhất định. Và khi các bạn dùng hết cái lượng RAM thật có trong máy là 8GB thì nó sẽ chuyển sang sử dụng RAM ảo. Và như vậy sẽ giúp cho các bạn sử dụng máy nó mượt mà hơn. Ở những cái ứng dụng đa nhiệm nó không cần phải lốt lại quá nhiều. Và đây hoàn toàn các bạn có thể tùy chọn bật tắt cái RAM ảo này. Và khi các bạn muốn chuyển sang một cái mức khác ấy, thì các bạn sẽ khởi động lại để máy có thể reload lại và bắt đầu áp dụng cái công nghệ này. Như vậy thì với công nghệ RAM ảo này thì với chiếc Reno 6Z mình có trên tay đây thì nó có RAM tối đa có thể gọi lên tới 13GB. Đây là một cái trang bị cực khủng trong phân khúc. Về viên pin của máy thì chiếc Reno 6Z này đang sở hữu cái viên pin là 4310 mAh. Tuy nhiên thì nó mới chỉ hỗ trợ sạc nhanh là VOC 4.0 mà thôi, chứ nó sẽ không được trang bị Super VOC 2.0 giống như người đàn anh Reno 6. Vì vậy là cái công suất của nó chỉ đạt được là 30W mà thôi, chứ không thể lên được đến 65W như những người đàn anh cao cấp. Nhưng mà cái trang bị này mình thấy rằng cũng rất là vừa miếng trong phân khúc rồi. Về mức giá thì Reno 6Z 5G hiện đang có mức giá dự kiến là 9.490.000 đồng, chính thức ra mắt ngày 21 tháng 7. Các bạn có thể đặt hàng ngay từ bây giờ để có thể nhận loa Bluetooth trị giá là 1.290.000, kèm theo với đó là cái chính sách trả góp 0%. Các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc Reno 6Z này? Các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhé. Bên này xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam.